quạt Tràng Sơn của nhà thiết kế Lê Quang Thắng do thí sinh Phạm Liên Anh số báo danh 082 trình diễn. Hình ảnh chiếc quạt giấy Tràng Sơn đã trở thành một mảnh ghép thật đẹp trong tâm trí mỗi người con đất thủ đô. Từng nan quạt mở ra mang theo làn gió mát cùng sức sống của một làng nghề truyền thống vẫn luôn tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm. Quạt Tràng Sơn by designer Lê Quang Thắng, performance of Phạm Liên Anh, number 082. The image of a simple Tràng Sơn paper fan has become a beautiful puzzle piece in your mind. Every child in the capital city, each fan blade opens, bringing with a cool breeze and vitality of a traditional craft release that has always existed and developed over hundreds of years.